mực mới về nè quý khách ơi, mực ống bầu nè, dày thịt trắng trong đẹp luôn nha, trong suốt luôn, đủ các loại size từ lớn tới nha, lớn nhất tới nhỏ nhất. Đây là solo mới về nên là chưa, thằng đang bỏ ở đây để ra lựa ra phân size nè. Như cái loại này là khoảng 8-9 con ký, còn loại này là 20 con ký nè, cỡ này là 30 con ký. Mực trắng đẹp, những loại này là 40 con ký. Nghe mới về được một ít đó. Loại mực bọt nhỏ nhất là 300.000 ký, mực lỡ sơ là 450 ký. Đủ các size, giá tùy theo size. Có sẵn tại cửa hàng đặc sản Kiên Giang. Quý khách cần dùng thì alo hàng giao nha. Mực rất là trắng đẹp và dày thịt nha quý khách. Loại này gọi là ống bầu á, mực ống bầu, trắng trong dày thịt.